nấu khô cơm ngon quá, hầu cơm ngon ghê, cơm trái kìa. Đó chị, cơm này có chút xíu cho luôn hả, có chút xíu cơm mà tối nay tao ráng thức tao làm chén cơm mà có chắc là lọt em. Mình làm nhiều cái trước được nhưng mà chị có chút cơm nữa nha. Cho lên một lượt 5-6 cái rồi. Chứ ai đi coi. Đúng không? Em lấy bụng đúng không? Ôi, hủ này thấm thế gì. Thấm thế gì không? Ừ. Ăn ơi. Cũng có trứng chiên mà. Ăn rồi, mất em ăn rồi. Chưa ai còn trứng chiên phải không? Dạ. Trứng chiên này cũng được. Trứng chiên dễ ăn. Trứng chiên dễ ăn đúng rồi. Mời mọi người. Con thích kìa, ai like thì cũng thích kìa. Ai like gì? Ừ, về trứng chiên gà kìa, trời ơi may mắn quá. Này là hai phần như tư, hai phần đó nha. Trên dưới á, vậy là hai dĩa thôi. Kêu rồi cái nặng hai phần. Mặt mình chua vô là mình đặt trước hình ra. Áo sao? Đổ này trước. Em cho mấy chén kẹp. Đưa đây, đưa đây. Tối này trước. Ừ. Sáng chị trăm năm mươi là nhiêu? Nguyên cái niêu luôn. Không nghe có mấy chỗ nào mà ta đập cái niêu ra, phải không? Không, phải đập nó tàn vậy không? Ăn cái niêu lại rồi rửa hả? Ta bỏ. Này vừa này nay
Nó chị lấy đồ cho chặt cái đó ra. Bé để rồi bé. Em giả. Dạ không. Cái này không hư, cái này ngon. Cái này chồng nó chắc hột lớn hả chú? Hột lớn. Heo rừng, heo rừng. Ba chảy á, thì cái nhìn con heo mà cái lông mà nó vô cái da mà dày dày mà, thì thấy nó ba cái chấu nó sụp lại á, là heo rừng. Cái con da cái con da như vậy đó vậy. Cái ngàn cái hả? Cái này cái chảy này. Chị ơi, chị này muốn mua ký. Chị là ở sau lớp lông cái lớp da đen nó có mấy cái chấu da đúng rồi nó chỉ có cái lớp chủng là cái lông chủng là lông đó mà nó mới da lông như cái còi đúng như là bao cháu ở thì ai nữa còn mấy bây giờ cái này thì nó rẻ hết rồi thì cái con nai con kia chị ơi nãy giờ em bán thường nguyên giùm chị em chảy máu rồi chị bán em 100 ngàn mấy đồ con heo rừng đó là cái lông nó xuyên một lớp da gần vô lớp da cái đó là lòi cái chân lông nó lại không có ngon cái này rửa sao quá rồi tại vì nó ra giá chỉ giống nhau mà chỉ cho tôi bây giờ làm cái này rửa sao cái trái đó với lại trái kia là sụp đi ơi tặng cho chị này rửa xíu mà cắt cho chị này rửa tặng cho chị này rửa đâu chị làm em hết rồi đúng rồi nè lấy ra khui đi chị nè coi nào chị bán cho em mà chị lộn máu nè em chị bán cho em mà chị chảy máu luôn nè cái này mà chị này cũng xin là lấy được mấy mũi nè. Chứ bây giờ có cái xương mũi cũng xin là cái này là bao nhiêu ký? Chị ơi, của em cũng là của anh chị. Có này bằng giá luôn hả? Còn tôi á, còn cái nhà tôi em lấy nguyên về vậy nè. Cảm ơn tất cả anh chị em đã cùng với bếp đồng hành chia sẻ tình thương yêu đến với đồng bào người dân tộc. Cũng như là cảm ơn đoàn y bác sĩ của bác Sĩ Hà. Xin mời bác Sĩ Hà. Giơ tay đi, giơ tay hoan nghênh bác Sĩ Hà. Chuyến này có sự tham gia của đoàn khám bệnh của bác Sĩ Hà. Khám cho người dân tộc nha các bạn. Thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè các mạnh thường quân ẩn danh đã hỗ trợ Bích Tình Thương để có được phần quà đến tay các người trong gia đình nghèo khổ khó khăn trong cuộc sống ở vùng Tây Nguyên. Một nữa xin chúc tất cả anh chị em sức khỏe dồi dào, gia đình vui vẻ hạnh phúc nha. Ai lấp vô bạc bạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa sao không thấy có mình ăn vậy? Bây giờ ở đây bây giờ á. Trời nhà trời. Ai muốn ngủ vô đây ngủ nha. Bên ngoài đủ ơi. Phương Sài Gòn Việt Đức xin có lời cảm ơn đến cả nhà đã xem video và đã ủng hộ kênh. Cả nhà có gì thắc mắc có thể vào thẳng Facebook của mình giống như ảnh đại diện ở đây. Và mình sẽ trả lời nhanh nhất như có thể nha cả nhà. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà mọi sự lành, vạn sự an. Bye bye.